mình và hôm nay Hạ sẽ review cho các anh chị em nhà mình dòng gỗ nhựa ngoài trời của Haroma. Như bình thường anh chị em nhà mình đã biết đến dòng gỗ nhựa ngoài trời với những cái ưu điểm như là đẹp, bền. Nhưng mà nhiều anh chị chưa có điều kiện sử dụng bởi vì giá thành của nó cao. Nhưng ngày hôm nay Hạ sẽ review cho anh chị em dòng này với giá thành của nó cực rẻ, đầy hội tụ đầy đủ ba tiêu chí rẻ, bền, đẹp có hết trong tấm ngoài trời của Haroma nha. Và một số anh chị em thì chưa từng biết qua tới cái dòng này thì mình sẽ nói đến ứng dụng của nó một chút nhá. Tấm gỗ nhựa ngoài trời của Haroma này thì anh chị em thì mình có thể lát cho sàn bể bơi, sàn sân vườn hay là những cái khu vực như là resort, những cái khu vực như là sân thượng. Chúng ta muốn làm decor trang trí ở bên ngoài ấy, thì sẽ sử dụng cái tấm này. Một số anh chị em khác thì có thể là thay thế chỗ vào vị trí tường làm trang trí hoặc là làm cổng cũng đều được hết luôn nha mọi người. Và như là màu sắc, anh chị em có thể quan sát thấy đây này, mình nêu lên cho anh chị em là hai màu luôn. Hai màu này là hai màu bán chạy nhất và với cái dòng này đang được đánh giá là dòng vật liệu giá rẻ nhất và thẩm mỹ nhất đến tại thời điểm hiện tại. Vậy nên là mình sẽ có được hai màu đẹp như thế này. Lát nữa anh chị em nhà mình sẽ biết được giá của nó là bao nhiêu nha. Trước mắt thì anh chị em sẽ cùng quan sát với Hạ một chút này. Nó có hai bề mặt, bề mặt trước này và bề mặt sau. Anh chị em nhà mình thực ra thì nhà mình dùng mặt nào cũng được luôn ý. Nhưng thông thường ý, với cái tấm 3D như thế này, mọi người sẽ hay dùng cái mặt 3D này là mặt trước nhiều hơn. Vì tính thẩm mỹ nhìn nó sẽ đẹp hơn là cái mặt sau như thế này. Anh chị em dùng mặt nào cũng được nhé. Nhưng mà thông thường thì mọi người sẽ hay dùng mặt này nhiều hơn. Và hai màu đẹp nhất, màu bán chạy nhất đó chính là màu vàng với cả màu nâu cà phê. Và tại sao Hạ lại nói rẻ? Đây, anh chị em thì mình có thể cùng quan sát thế này. Với những cái dòng 3D trước đây của Haroma hay của bất kỳ các đơn vị nào khác ở trên thị trường, thông thường độ dày của nó sẽ là 25mm. Nhưng mà với cái tấm sàn này của Haroma này, mọi người này, độ dày của nó đang có là 20mm. Và bề mặt vẫn là bề mặt vân 3D. Trước đây thì nhiều anh chị chỉ dám dùng mặt sọc hay là mặt trà nhám thôi để cho nó tiết kiệm chi phí. Vì nghĩ rằng vân 3D này chi phí nó cao vì tính thẩm mỹ của nó đạt đến mức là tối đa. Hơn nữa là trong quá trình sử dụng nó không bị chảy xước, nó không bị chảy xước hay là bay mất màu vân. Dùng bao lâu rồi nó cũng vẫn giữ được cái độ vân, độ sần, tăng cái khả năng chống trượt nên rất là hiệu quả. Và vì là cái vân 3D này nó quá là đẹp, quá là xuất sắc, thế cho nên là nhiều anh chị rất là lo lắng về cái giá thành của nó. Nhưng bây giờ để tối ưu được về giá thành thì Haroma có ra cái dòng độ dày là 20mm như thế này. Với độ dày là 20mm này, cái khả năng chịu lực của nó vẫn không thay đổi. Cái điều quan trọng nhất của một dòng sàn ngoài trời đó chính là khả năng chịu lực và khả năng giữ màu của nó. Với tấm của Haroma sử dụng là 6% bột gỗ tự nhiên kết hợp với cả hạt nhựa, nên khi chúng ta ngửi vào hoặc là đi quanh khu vực kho gỗ nhựa của Haroma thôi là anh chị em đã thấy mùi thơm thơm của gỗ rồi. Và vì là nó có 60% là bột gỗ tự nhiên, thế cho nên cái khả năng giữ màu của nó tốt hơn hẳn so với cái dòng gỗ công nghiệp tái chế. Đấy là chất liệu nha mọi người nhá. Và với cái dòng bột gỗ tự nhiên mọi người ơi, đây, khi chúng ta sử dụng là bột gỗ tự nhiên này, mọi người nhìn cái mặt cắt của nó này, nhìn cái mặt cắt của nó này, đấy. Và mọi người có thể quan sát thấy ở đây khả năng chịu lực, mọi người có thể quan sát là anh chị em tác động lực vào cái cạnh của nó xem có bị biến dạng hay không là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhìn vào bên trong cái lỗ này, nếu như không thấy bị lỗ rỗ thì có nghĩa là tấm rất là chắc chắn. Còn khi mà chúng ta đấm hay là dùng những cái búa để gõ vào những cái tấm của Haroma này thì gần như nó không có sự thay đổi, không có sự biến dạng nào về cả hình dáng cả mọi người ạ. Đó, nên là nếu như mà thấy nó lỗ rỗ ở bên trong thì khả năng chịu lực của nó sẽ bị ảnh hưởng do là máy nén không tốt. Đó là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được cái máy nén không tốt và cái tấm sàn của chúng ta có thể nó sẽ không có khả năng chịu lực được tốt như là những cái dòng mà mình đang giới thiệu. Và giá của nó đang hiện tại như thế nào? Thông thường trên thị trường giá của tấm gỗ nhựa ngoài trời như thế này thì nó sẽ dao động từ trên 700.000 đến hơn 1 triệu một mét vuông. Đấy là giá vật tư tại kho. Và nhà Haroma cũng là một trong những kho hàng lớn có giá xỉ số lượng lớn. Nhưng hiện nay với cái dòng sàn này của anh chị em nhà mình được sử dụng mặt 3D, lưu ý nhé, vẫn sử dụng mặt 3D và giá của nó thì chỉ chưa đầy 600.000 cho một mét vuông thôi, rất là rẻ và gần như không có một đơn vị nào có giá được rẻ như thế này. Anh chị em làm đại lý, nhà phân phối, Haroma luôn có chính sách giá chiết khấu sâu hơn và tốt hơn rất là nhiều để cho các anh chị em nhà mình có thể cung ứng những sản phẩm tốt nhất đến bà con nhà mình. Đấy là lý do thôi ạ. Và anh chị em ơi, Hạ có để cái file báo giá tất cả các mặt hàng
từ gỗ nhựa ngoài trời đến tất cả những hàng làm sóng nhựa nano ở trong phần mô tả. Nhờ mình điền thông tin email vào đó để tải toàn bộ file báo giá với Haroma nha. Anh chị em là đại lý nhà phân phối, nhớ phản hồi lại email cho Hạ để Hạ có thể biết được cũng như là gửi cho các anh chị em nhà mình chính sách giá chiết khấu tốt hơn. Đồng thời với đấy, Haroma liên tục tuyển đại lý nhà phân phối trên toàn quốc để cung ứng những sản phẩm tốt nhất tới anh chị em, tới bà con. Và nếu như sở trường của các anh chị em là kinh doanh hay các anh chị em đã đang kinh doanh và có mặt bằng rồi thì hãy thêm một sản phẩm vào, Haroma sẽ lo về mặt sản phẩm, đồng thời đào tạo cho các anh chị em thông tin về sản phẩm, đào tạo cho anh chị em quy trình về tư vấn khách hàng để các anh chị em có thể tiếp cận cũng như là đưa đến những sản phẩm tốt nhất cho bà con khu vực mình. Và vì thế Hạ gửi tặng cho anh chị em nào làm đại lý nhà phân phối đã có cửa hàng hay là bên thi công một món quà trong phần mô tả, đó chính là bộ file catalog toàn bộ tất cả những mẫu mã, màu sắc hay là công trình thi công hoàn thiện. Để anh chị em như mình chỉ việc vào đó tải toàn bộ file catalog này về cho bà con nhà mình khu vực đó xem, hoặc là các anh chị em mình có thể sử dụng nó để đăng bài bán hàng. Chưa hết đâu, hàng tuần Hạ còn liên tục gửi cập nhật thêm những thông tin về dòng vật liệu mới qua email cho anh chị em nhà mình. Anh chị em nhà mình thường xuyên đọc email để cập nhật xu hướng vật liệu mới liên tục cùng với Haroma nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật vật liệu mới với Haroma. Bây giờ Hạ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.